Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hiện nay là trả lời một thắc mắc của bạn Lu Thê. Bạn ấy hỏi rằng số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54. Thì thứ nhất các bạn nhớ giúp là bội. Bội là nhân. Nhân thì các bạn nhân cho 0 nè, nhân 1 nè, nhân 2 nè, vân vân và vân vân. Ước là chia. Nhớ ước là chia thì các bạn chia cho 1 nè. Nếu nhận thì các bạn lấy số 1. Chia 2, nếu nhận thì các bạn lấy số 2. Chia 3, nếu nhận các bạn lấy số 3, vân vân và vân vân. Được chưa? Vậy thứ nhất, để tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 thì thứ nhất các bạn tìm bội của 3. Thì bội là nhân, các bạn nhân 0 được 0, nhân 1 được 3, nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9, nhân 10, vân vân. Được chưa ạ? Vân vân. Tiếp theo các bạn tìm ước của 54. Ước là chia. Ở đây có cách tìm ước có hai cách nha các bạn. Một là các bạn chia cho 1, chia 2, chia 3, chia 4, chia 5, chia 6, chia 7, chia 8, vân vân và vân vân. Hoặc là các bạn dựa vào tìm thừa số nguyên tố. Thì các bạn nhớ nè, 54 chuyển nó qua thừa số nguyên tố bằng máy tính. Thì các bạn nhớ bấm nè, bấm 54 bằng, bấm phím shift, rồi phím F, A, C, T. Được chưa? Thì các bạn bấm đi ạ. Thì các bạn sẽ ra là 54 bằng shift FACT, nó sẽ ra là 2 nhân 3 mũ của 3. Rồi, ở đây các bạn sẽ tìm ước thì mình sẽ tách ra, thì 2 nhân 3 mũ 3 chính là 2 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Rồi, thứ nhất số có một chữ số thì thứ nhất các bạn chia cho 1 được nhận à. Tiếp số có một chữ số thì ở đây các bạn nhìn thấy chỉ có 2 và 3, 2, 3. Tiếp theo tới số có hai chữ số. Rồi, số có một chữ số thì các bạn thấy ở đây là có 2 với 3, 3. Tiếp tục hết số một chữ số khác nhau rồi, các bạn tiếp hai chữ số. Thì hai chữ số các bạn kết hợp nè, 2 với 3 là 6 nè. Tiếp tục ở đây các bạn kết hợp tiếp, 2 với 3 cũng là 6, 2 với 3 cũng là 6. Vậy tiếp tục các bạn kết hợp 3 với 3, 3 với 3 là 9. Rồi tiếp tục 3 với 3 nữa cũng là 9, nên hai chữ số. Xong, tiếp tục 3 chữ số. 3 chữ số thì sẽ có là 2 nhân 3 nhân 3 ra 10, 18. Tiếp tục như vậy các bạn tìm 3 chữ số nhân lại thì nó sẽ ra là 20, 27. Hết 3 chữ số rồi tới 4 chữ số là 50, 54. Sau đó các bạn nhìn vào phần bội và phần ước. Phần bội và phần ước thì các bạn thấy nó chung số mấy ạ? Đây 3 nè, 6 nè, 9 nè, 18 nè, 27 nè. Được chưa? Và ở đây các bạn nhớ nó còn có 54 nữa, các bạn cố gắng kiếm cho nó nhiều. Được chưa ạ? 54. Vậy số thỏa mãn bản đề bài là những số nào? 3, 6, 9, 18, 27, 50, 54. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.